cho nên năm nay là đang khá đó. Bonsa thì cả năm trời 365 ngày người ta thường thấy ông tổng thư ký etc. với những cái bộ đồ hippie màu sắc rực rỡ, thậm chí có thể nói là đôi khi có thể nói là quá dị. Gần đây mấy ngày trước chúng ta còn thấy là có những cái gọi là thời trang Mông Cổ với các loại lông thú, kể cả đuôi chồn. Nhưng hôm nay thì thấy anh mặc một bộ đồ vest rất là choáng như thế này, thì anh cho biết là bao lâu rồi mới có dịp mặc áo vest trở lại? Tôi năm 1997, tức là tôi làm đám hỏi với lại Mimi, và từ đó trở đi là tôi không bao giờ mặc đồ vest này nữa. Giày dép này kia là tôi thay đổi hết. Tôi không bao giờ còn mặc, cho tới ngày hôm nay là tôi sau 10 năm hơn mười mấy năm rồi đó. Tại sao ngày hôm nay là ngày đặc biệt như vậy? 14 năm qua thì tôi thấy là khi mà đi qua một cái giai đoạn về hôn nhân hay tình yêu đó, là tôi phải sống cho mình, tức là mình phải sống tự do chứ không có sống cho người khác, và cái quan niệm đó nó làm cho tôi hơi thay đổi. Tôi đang phát duy sáng giờ. Ngày hôm nay thì là ngày không phải sống cho mình, sao mà sống cho một người khác, để, cho người khác hay là cho một cái quan niệm khác như thế nào, mà tôi thấy cái cảm giác rất lạ. Hình như là đi đứng nó có vẻ nó hơi chỉnh trọng, khó khăn hơn. Tôi thấy là cũng là một, và nhiều người nhìn tôi cũng thấy lạ nữa. Anh vẫn chưa cho biết rõ là ngày hôm nay lý do gì tại sao sáng nay là mặc cái bộ đồ vest. Hôm nay là có cái ngày lễ đại hội là đồng tế các tôn giáo khác nhau, rồi pháp sư rồi này kia rồi sẽ ra để mà gặp nhau, và chúng ta sẽ chứng kiến, nếu nó xảy ra là chúng ta sẽ chứng kiến những cái điều hiện tượng lạ, thì đây là một cái lạ. Vậy thì có phải là từ nay trở đi là lúc nào đi ra đường cũng sẽ có những bộ áo vest không, hay là không rõ, quay sau ngày hôm nay là trở lại những cái bộ đồ đuôi chồn như vậy? Không rõ nó sẽ như thế nào, nhưng mà hôm nay là thế nào thôi, để theo tùy theo cảm hứng thôi. Cái hồi dưới tôi lại như kia thôi.